con cung kính cúng dường đèn lên Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đèn do tiền con đi làm ra mà mua được con cúng dường Ngài với tâm thương kính Ngài. Đảnh lễ và tri ơn kèm theo những lời nguyện ví dụ như Nguyện con thấy rõ tâm mình, nguyện xa bỏ tham sân si. Nguyện nhìn rõ con đường chánh pháp và không rơi vào tà kiến vân vân những lời như thế. Việc làm ấy có mang lại phước báo cho con không và phước báo ra sao một sự giải đáp khi mà mình có cái lòng thành kính cúng dường lên Đức Thế Tôn trong trường hợp cụ thể này và mình có những cái lời nguyện chính đáng à, chính đáng ở đây là sao tức là đó nó hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì thì à, nó giống như là mình à, dẫn khi mình dẫn nước á, nó vào trong kênh nó vào trong máng xối à, để mà nó tưới tẩm cái chỗ mình muốn thì như vậy đó à, chúng ta có à, những cái à, những cái điều à, những cái chi phần sau rất là tốt thứ nhất á à, thứ nhất á À, là mình à, cúng dường ha cúng dường mà bằng cái à, vật phẩm à, hợp với à, hợp với lễ đạo tức là cái cái vật phẩm đó, đó nó không phải do mình cướp không phải do mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu mà có ha thì cái vật phẩm đó là vật phẩm hợp lễ đạo cái thứ hai à, là mình dân với cái lòng hoan hỷ á. cái thứ ba là mình dân với cái lòng cung kính và cái thứ tư là mình dân với cái trí tuệ hiểu biết về nhân quả và cái thứ năm á, là mình bố thí cúng dường có mục đích chứ không phải là không có mục đích mà mục đích ở đây đó là mục đích hướng thượng tức là sự giác ngộ giải thoát thì như vậy đó chúng ta có được những cái chi phần hướng thượng khi mà mình tạo phước thì đây là một chuyện rất tốt đương nhiên như xưa nói à, đã hướng cái quả báo của mình đi đến sự giác ngộ giải thoát thì cái quả nó sẽ trổ theo cái hướng đi đến sự giác ngộ giải thoát còn nó đi được bao lâu thì nó tùy tùy à, ví dụ như à, mình từ sài gòn đi hà nội ừ? À, mình à, biết rõ đường đi mình có cái hướng đường đi nó không bị lệch và mình à, có một mình đã có đầy đủ cái sự chuẩn bị nhưng mà đó từ giờ cho đến đó mình đi được bao xa đó nó tùy theo cái túi tiền của mình nha tùy theo túi tiền của mình ít tiền quá thì mình đi được đoạn ngắn còn đầy đủ tiền đó, thì mình mới đi được đoạn dài cho nên cái chuyện này đó nó tùy theo cái phước của mình ha? mình tạo nó cái phước nó nhiều hay ít à, cho nên nó có hai mặt thứ nhất là mình phải tích cực để mà tạo thêm những cái phước liên quan à, ví dụ như à, ngoài cái việc bố thí mình còn phải giữ giới còn phải hành thiền ha à, cung kính phục vụ nghe pháp thuyết pháp à, hồi hướng tùy hỷ sửa sang tri kiến cho đúng đấy còn phải vun bồi các cái thiện pháp nữa thì để cho nó đầy đủ cái phước báo cái thứ hai là đừng chúng ta không cần phải lo và đừng có đánh giá thấp cái năng lực của tam bảo nhất là những cái phước mà mình hướng đến tam bảo cái phước mà mình làm đến tam bảo cái phước nó lớn rất là nhiều À, cho nên là một phần á, là mình à, không có nên tự ti Nhưng mà một phần mình vẫn nên làm nhiều hơn nữa ừ? Chứ nếu như chỉ đơn giản là mình cúng mấy cây đèn Rồi mình được giác ngộ giải thoát á. Nếu như như vậy không mà đủ á, à, Thì Đức Phật khỏi hướng khỏi giảng Cho mình kinh luật luận Tốn 45 năm Hướng dẫn chúng sanh đi đến giải thoát giác ngộ Ngài chỉ cần kêu mình là cúng cái đèn rồi nguyện vậy là xong. Ừ. Đấy.